Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học bài khai thị buổi sáng số 3. Đại chúng chúng ta để tay xuống. Nam mô Bổn Sư. Hôm nay Nhận Hóa cũng chia sẻ đề tài của chư tổ nói để cho đại chúng chúng ta cùng học tập những gì của chư tổ để lại, nhất là những buổi riêng những cái buổi mà khai thị vào buổi sáng này thì Nhận Hóa cũng có thể là trong đây cũng có lời răn nhắc đại chúng tu tập ở nơi đây, cũng nhắc nhở mọi người ở nơi đây, chứ không như là giảng kinh. Thì giảng kinh thì sẽ không nói cái chuyện mà ở trong chúng, nhưng mà khi mà khai thị buổi sáng thì cũng không nói gì đâu, chỉ là nói sơ lược về cái việc đó là chúng ta giữ oai nghi nề nếp thôi, đơn giản là như vậy. Nhưng mà những cái đó cũng là rất hữu ích nếu đối với bạn, mọi người đối với trong gia đình của mình làm được cái điều đó cũng rất là tốt, thì giờ giấc nó sẽ ổn định hơn. Thứ nhất chúng ta thấy nếu mà bây giờ nếu mọi người ăn mà trái giờ, hôm nay ăn giờ này ngày mai ăn giờ kia, thì thứ nhất là mình bị đau bao tử hoặc là dạ dày, rồi liên quan đến vấn đề đó là sức khỏe, tại vì giờ giấc không ổn định. Thế thành ra việc ở bản thân mình tu tập cũng vậy, có giờ có giấc, đúng giờ đúng giấc. Ngày hôm qua sáng hôm qua nói xong, các cụ cũng nguyên ngày qua cũng đúng giờ đúng giấc để dùng. Sáng hôm nay hơi chật vật tí xíu thì họ giờ nói chắc là buổi trưa nay chiều nay lại bắt đầu đó là ổn định, chứ ngày sáng ngày mai lại trục trặc tí xíu. Nên thành ra là riêng ở đây thì giờ giấc thì các cụ nhiều lúc không có đồng hồ, các cụ không có xem, không để ý tới, nên cụ Thiển là cụ cũng vẫn là cụ vẫn hiện đại hơn. Tuy là cụ đây cụ lớn tuổi nhất, 76, 77 tuổi rồi, nhưng mà cụ vẫn hiện đại nhất. Nên là cụ coi giờ giấc đâu được thì cứ đúng giờ cụ gõ kẽn. Nếu mà giờ cơm của mình là 7 giờ thì 6 giờ 55 cụ gõ kẽn để mọi người tập trung lên, để mà đúng 7 giờ để nhận hóa, nhận hành lên, để rồi còn chia sẻ mỗi buổi sáng như thế này. Các cụ chỉ cần trễ vài phút thôi là cái thời gian mình bị rút gọn lại, làm cho người khác khi họ muốn học tập họ bị trễ giờ. Giả sử họ đang đợi mình buổi sáng mà bây giờ ngày hôm nay mình làm trễ giờ thì cái đó cũng không hay cho lắm, không tốt cho lắm. Nên giờ giấc thì chịu khó đúng. Ăn uống thì đơn giản thôi, cầu kỳ quá ăn dễ bệnh dữ lắm, đơn giản quá vấn đề là được rồi. Phật cũng nói trong kinh rất rõ về những cái vấn đề đó là ngày hôm nay chúng ta tu hành. Thứ nhất là ngày hôm nay chúng ta nói là tu hành một pháp môn, đó là tịnh độ. Đối với một pháp môn tịnh độ chúng ta thực tập, thậm chí mà các vị giống như Bồ Tát Văn Thù ở trong kinh ngài cũng nói rằng là ví như người học bắn tên từ thô đến tế, về sau bắn đâu trúng đó, ta cũng như vậy, ban đầu thực tập chánh định chuyên nhất một cảnh, về sau vào chánh định vô tâm mới được thường ở nơi định trong tất cả thời. Đó là Bồ Tát Văn Thù nói. Bồ Tát Văn Thù nói lời này, đó là ví như người học bắn tên thì phải học từ thô đến tế, tức là học từ căn bản, bắt đầu tập cầm cây cung và cầm mũi tên như thế nào và nhắm như thế nào, học từ thô đến tế, về sau lúc đó bây giờ mới bắn ở đâu là trúng ở đó. Và ngài cũng nói rất rõ là ta cũng như vậy, nên là bản thân Bồ Tát Văn Thù cũng như vậy, thực tập chánh định chuyên nhất một cảnh, về sau vào chánh định vô tâm mới thường ở nơi định trong tất cả thời. Chính là ngài chứng đắc được, đó là chúng ta biết ngài là Đẳng Giác Bồ Tát, mà ngài chứng đắc được ở trong chánh định đó là nhờ ngài thực tập, đó là chuyên nhất vào một cảnh, chuyên nhất một cảnh để mà thực tập.
Rồi cuối cùng Ngài ở trong định, ở trong tất cả thời đều ở trong định. Ngày hôm nay chúng ta niệm Phật cũng là đang chuyên nhất một cảnh. Tuy là pháp môn trong nhà Phật rất nhiều pháp môn thì chúng ta không bài bác, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay tu pháp nào thì phải rành pháp môn đó, phải thâm nhập pháp môn đó. Còn những pháp môn khác thì chúng ta không cần thâm nhập cũng được, để chúng ta nghe pháp để chúng ta hiểu. Thì tất nhiên là riêng về pháp của mình hiểu rồi thì cho dù pháp của người khác nói ra mình cũng hiểu. Nhưng mà sợ nhất cái vấn đề ngày hôm nay đó là sự mà tu học không mấy bao nhiêu nhưng mà hay đi bài xích đối với người khác. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói rất rõ về cái vấn đề, về vấn đề đó, chính là kinh Hoa Nghiêm nói thọ trì một pháp mà phủ định các pháp khác đó là hành vi của ma. Chúng ta thấy ngày hôm nay nếu người nào thọ trì một pháp thường là cho pháp của người khác thực hành, đó là không đúng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói đó là hành vi của ma, không phải hành vi của Phật Bồ Tát. Nếu mình tu tiểu thừa mà mình phỉ báng đại thừa, đó là hành vi của ma. Nếu mình học đại thừa phỉ báng tiểu thừa, đó là hành vi của ma, không phải là Phật Bồ Tát chi cả. Tất cả những gì ngày hôm nay chúng ta tu tập, mình giữ một pháp giống như Văn Thù Bồ Tát, Ngài giữ chuyên nhất một cảnh. Chính vì Ngài chuyên nhất một cảnh mà Ngài đạt được ở trong chánh định và tất cả thời đều ở trong định, chính là chuyên nhất một cảnh mà Ngài đạt được như vậy. Ngày hôm nay chúng ta cũng thực hành như Ngài, nhưng có vấn đề pháp môn của người khác thì chúng ta biết pháp môn của khác của người khác cũng là Phật nói, cũng là tốt, nhưng mà không hợp với mình. Tại vì mình đang chuyên nhất mà. Nên Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, hễ mà có người nào nói với bạn thì hiện ra nói với bạn là hãy đổi pháp môn, thì hãy xin người đó, phải nói với người đó rằng tôi đã phát nguyện vãng sanh về Tây Phương chuyên nhất niệm Phật, thì cả đời tôi cũng chuyên nhất niệm Phật, sẽ không bao giờ thay đổi pháp môn khác. Đó là đối với Ngài Thiện Đạo Đại Sư, Ngài nói rất rõ. Đó là ngày hôm nay chúng ta tu hành pháp môn Tịnh Độ thì mình giữ chuyên nhất đối với pháp môn Tịnh Độ ở chúng ta thực hành, còn riêng các pháp khác thì chúng ta không quan tâm đến. Ai làm gì làm mặc kệ, nếu họ phỉ báng mình thì cũng mặc kệ luôn. Họ phỉ báng mình tu một pháp môn cũng mặc kệ luôn. Tại vì Bồ Tát Văn Thù thực hành một pháp môn, đó là chuyên nhất về một cảnh. Nếu phỉ báng một người mà họ chuyên nhất để tu tập một pháp môn thì đó là phỉ báng Văn Thù Bồ Tát. Phỉ báng Bồ Tát, tại sao? Vì Bồ Tát nói với trong kinh, nói với chúng ta rằng Bồ Tát chuyên nhất một cảnh mà Ngài đạt được chánh định. Và trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông chương, chương của Ngài, Ngài cũng nói rằng Ngài trình Pháp Viên Thông, Ngài cũng là thực hành phương pháp, đó là niệm Phật. Đức Phật Nhật Nguyệt Quang, Đức Phật ấy dạy Ngài niệm Phật. Giống như mẹ nhớ con nhớ mẹ. Chúng ta thấy trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn kinh văn đó. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng thực hành, đó là chuyên nhất. Nếu phỉ báng người chuyên nhất một pháp môn thì chính là phỉ báng Phật Bồ Tát, chứ không phải phỉ báng phàm phu. Phỉ báng Phật Bồ Tát, tuy là phỉ báng mình nhưng mà Phật Bồ Tát cũng như vậy. Nên mà đối với pháp môn nào cũng như vậy, chúng ta thực hành thì bản thân mình ngày hôm nay chuyên nhất. Ở đây thì không có nhiều người lui tới nhưng mà vẫn có người đến. Khi họ đến thì có người thì nói khuyên mình tu pháp này pháp kia, nhưng phải hiểu đó là lời nói của phàm phu, không phải là lời nói của chư thánh. Cho đến bậc thánh của thế gian, giống như chúng ta thấy Đức Khổng Tử, Ngài nói, đệ tử hỏi Ngài, bạch thầy, vì sao ngày hôm nay Ngài hiểu nhiều? Ngài nhờ học rộng nên Ngài mới hiểu nhiều phải không? Đức Khổng Tử nói rằng không, ta vì học một mà ta biết nhiều, cũng là cảnh giới chuyên nhất. Nên ngày hôm nay chúng ta cũng thực hành, đó là chuyên nhất, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, niệm cho đến khi chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mặc kệ cho người khác ở bên ngoài họ nói như thế nào, nhưng bản thân mình ngày hôm nay chuyên nhất một câu thánh hiệu để mà chúng ta niệm, thời thời khắc khắc nương tựa vào A Di Đà Phật, nguyện A Di Đà Phật tiếp dẫn mình đến lúc lâm chung A Di Đà Phật đến và đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Lúc bấy giờ chắc tất cả những nỗi khổ niềm đau ở thế gian này liền chấm dứt. Ở thế gian này có khổ đau, nhiều lúc nhìn các cụ cũng
cũng rất là tội. Các cụ ngày hôm nay già rồi, thấy các cụ đi đứng cũng chậm chạp hơn hơn thanh niên nữa, các cụ cái gì cũng chậm chạp hết, nên thành ra nhiều lúc không trách các cụ được. Nếu ai mà nhà mà có người cha mẹ già thì phải thông cảm cho người già. Ngày hôm nay bạn trẻ thì tất nhiên cái gì bạn cũng lanh hết, cái gì bạn cũng đạt được hết, nhưng mà một khi bạn già rồi thì lúc bấy giờ thân thể thì bệnh hoạn, thân thì bắt đầu suy thoái rồi. Phật nói là sanh lão mà, già rồi bắt đầu bệnh, đủ thứ bệnh bắt đầu tới, bắt đầu gì, trí thì không sáng suốt nữa, thành thử ra làm đâu thì quên đó, làm này đã rồi quên. Nhiều lúc nhận hóa cứ thấy mấy cụ nấu đã nhận hóa ra tắt bếp giùm, tại sao? Tại vì người lớn tuổi là hay bị như vậy, người lớn tuổi là hay bị những cái vấn đề đó, đó là trí thì không sáng, không minh mẫn nữa, không giống như người thanh niên nữa. Người thanh niên thì khỏi nói rồi, nên hẳn ra những người nào còn cha hoặc là còn mẹ thì hãy nhớ rõ ràng một điều là hãy thông cảm cho họ, tại vì bạn chưa già, nhưng mà chưa chắc gì bạn già đâu, bạn được già đâu. Kính lão thì đắc thọ, kính già thì mới được già, nên ra mình không kính thì làm sao mà được. Nên ra đây là lời nói ở đây thì chúng ta mới thấy được rõ ràng một điều, ngày hôm nay cái việc chính của các cụ lớn tuổi rồi, cái việc chính đó là việc niệm Phật cầu sanh Tây Phương, những việc khác là trợ trên con đường mình tu học, đó là những cái con đường tu học mình thì mình trợ thêm, nhưng việc chính là mình phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mỗi niệm đều là niệm A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, bớt nói chuyện lại. Ăn cơm á, là khi ăn cơm thì tập trung ăn cơm, vừa ăn cơm có thể là niệm Phật trong ăn cơm, hoặc là nghe tiếng niệm Phật, khi ăn cơm cũng mở máy niệm Phật mà, thì lúc bây giờ mình cũng nghe được tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì mình cứ nghe thôi. Lúc ăn cơm thì không niệm ra tiếng, thì mình cứ nghe tiếng niệm Phật thì mình cũng đã niệm rồi, thì ăn cơm cũng niệm Phật, không nói chuyện mà ăn cơm cùng các thầy thì không nói chuyện, các thầy đi ra thì vẫn cứ bà tám vậy thôi, cứ lúc mà các thầy đi ra thì cứ ăn cơm cứ niệm Phật đi nên nó quen mất rồi. Bữa trước thì ăn cơm với các thầy cũng nói chuyện, bữa nay tập lại thì ăn cơm các thầy không nói chuyện mà các thầy đi ra lại nói chuyện, nó quen rồi, nó quen lâu ngày rồi, nên thành thử ra là giữ gìn khẩu nghiệp để mà niệm Phật. Trong kinh nó giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người, chính là khẩu nghiệp rất là quan trọng. Cái vấn đề đó là khẩu, tại vì riêng pháp môn niệm Phật mình thực hành đó là trì danh niệm Phật là rất là dễ, mà trì danh thì cần phải niệm, mà niệm á thì cần phải đó là gì, liên tục không gián đoạn, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nói tiếp nhau không gián đoạn, mới nương tựa, thật sự nương tựa Phật thì phải như vậy, vững chắc như vậy. Rồi mình ở như vậy thì mình niệm Phật được, mình mới thấy cảm giác nó an lạc, nó thanh tịnh. Còn khi mà bắt đầu mình niệm Phật không được, thế là mình phiền não. Phiền não thì ở đâu cũng phiền não, đi đâu cũng phiền não. Mà hễ mà niệm Phật được rồi thì ở đâu cũng thấy an lạc hết. Nhiều lúc mình thấy mình tu tập mà mình thấy mình phiền não, các bạn đồng tu kế bên vậy là phải nghĩ nè, ngày hôm nay mình tu chưa mà mình còn phiền não, vậy là công phu niệm Phật chưa có. Nên thành ra cái lòng tin mình chưa đủ, nên thành thử ra là mình cứ hay chạy lăng xăng bên ngoài. Con người á, thì mong mỏi mình có thể cứu độ chúng sanh, tổ nói với chúng ta cái đó là cái điều cũng không nên. Vì sao? Vì bản thân mình chưa cứu mình thì làm sao cứu ai được. Nên thành ra quan trọng nhất đó là bản thân mình tu tập, biết trước ngày giờ, hoặc là ngày hôm nay tu tập để tâm mình nó thanh tịnh lại, Phật đến rước mình, mỗi ngày sống an lạc, nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Vậy đến lúc lâm chung thì tất cả những thứ đều buông xuống, rồi về với Phật thôi. Ở trong đây Tổ Vĩnh Minh có nói một đoạn như thế này: nếu như vừa mới đủ lòng tin, nhẫn lực chưa viên mãn mà muốn cứu vớt những kẻ trầm luân thì thật khó thực hiện. Giống như không có thuyền mà cứu vớt người chìm đắm, đôi cánh yếu muốn bay cao, nằm bệnh trầm kha mà muốn rời khỏi lương y, trẻ thơ muốn xa rời từ mẫu, ắt bị sa hầm sụp hố chết không nghi ngờ. Chỉ nên lo lắng e sợ cho mình bị sa hầm sụp hố, hãy khoan nghĩ đến việc làm lợi ích cho mọi người,
Vì thế, Luận Đại Trí Độ nói, ví như trẻ thơ, nếu không gần cha mẹ thì sẽ xa hầm, sụp hố, bị những tai nạn nước lửa, thiếu sữa mà chết. Thế nên cần phải thường gần gũi cha mẹ, được nuôi dưỡng khôn lớn mới có thể thừa kế gia nghiệp. Bồ Tát mới phát tâm phần nhiều nguyện vãng sanh tịnh độ, thân cận chư Phật, tăng trưởng pháp thân, vậy mới có thể thừa kế gia nghiệp của Phật, cứu tế chúng sanh trong mười phương. Có sự lợi ích như thế nên chư Bồ Tát phần nhiều nguyện vãng sanh. Hơn nữa, xét trong các kinh nói, vãng sanh về cõi an dưỡng thì duyên lành mạnh mẽ, hoàn cảnh thù thắng, phước đức đầy đủ, tuổi thọ lâu dài, liên hoa hóa sanh, được Phật đón rước liền lên bậc Bồ Tát, nhanh chóng sanh vào nhà Như Lai, ở mãi nơi bậc bất thối, đều được thọ ký đạo Bồ Đề, thân đầy đủ tướng hảo ánh sáng, dạo nơi cây đài, cây báu đài hương, cúng dường mười phương chư Phật, tinh thần an trụ nơi chánh định thanh nhàn, bên tai thường nghe pháp đại thừa, sánh vai cùng hàng nhất sanh bộ xứ, niệm niệm rỗng lặng, tâm tâm tịch tỉnh, ngọn lửa phiền não tắt ngấm, dòng suối ái dục cạn khô, tên gọi đường ác không còn, lẽ nào lại có sự luân hồi sanh tử sao? Đây chư tổ nói với chúng ta rất rõ, đây, các cụ nghe thấy hay. Quý Phật tử ở trên mạng chúng ta nghe cũng rất rõ những hóa độc. Mọi người thấy rất cảm xúc đó. Ngài nói rằng nếu như vừa mới đủ lòng tin, nói với chúng ta ngày hôm nay, nếu vừa đủ lòng tin thôi, bản thân ngày hôm nay các cụ cũng chưa phải là hoàn toàn có đầy đủ lòng tin đâu. Huống gì Ngài nói là nếu như vừa mới đủ lòng tin, nhẫn lực chưa viên mãn mà muốn cứu vớt những kẻ trầm luân, điều đó thật khó thực hiện. Nên ngày hôm nay nếu bản thân mình tu học, tu tập, ai cũng muốn cứu vớt gia đình mình hết. Tìm đủ mọi cách khiến cho gia đình mình, người thân của mình quay về để mà tu học, để mà được vãng sanh. Nhưng mà Ngài nói rằng nếu bản thân mình ngày hôm nay cứu mình chưa được, thì để mong mỏi cái chuyện đó, thì đó là những kẻ gì? Ngài nói là cứu vớt những kẻ trầm luân. Luôn thật khó thực hiện được những điều này. Nên ngày hôm nay có nhiều người, họ tuy là tu tập nhưng mà tối ngày họ chỉ nghĩ cho gia đình của mình thôi. Để làm sao để độ gia đình, độ gia đình của mình. Nhưng họ không nghĩ rằng lại tại sao mình không suy nghĩ lại là mình phải vãng sanh về Tây Phương để thực hiện cái mong mỏi đó, là về Tây Phương Cực Lạc, trở thành những vị Bồ Tát, được Phật thọ ký đạo Bồ Đề, sau rồi thành Phật. Lúc bấy giờ mình đi cứu người thân mình chưa muộn mà. Giả sử ngày hôm nay mình giúp người thân mình, có nhiều người họ tu tập, họ xoay chuyển được người thân họ, quay về, người thân họ quay về Phật Pháp, quay về Phật Pháp, họ tu học. Nhưng mà khi quay về tu học, có nhiều người không mong cầu, nhưng mà người thân họ cũng tự quay đầu. Đó là vì sao? Có nhiều người không mong cầu mà người thân tự quay đầu là vì sao? Vì người này, vì cái nghiệp của người thân trong gia đình của họ giảm bớt rồi, nên thành thử ra họ thấy người đó tu an lạc, họ cũng tu theo. Nên có câu chuyện cái bà cụ đó, bà niệm Phật. Lúc này bà cụ bà niệm Phật mà lúc nào bà cũng niệm len lén, nghe Pháp cũng phải nghe Pháp len lén, tại vì sợ người thân, ông chồng ông phát hiện ra là ông sẽ chửi bà và đánh bà. Thế là bà cứ len lén, bà niệm Phật nghe Pháp. Thì ngày hôm đó thì mấy lần trước thì bà cũng đã bị chửi, bị la rồi, nên bà sợ. Lần đó thì ông đi đâu về rất là mệt mỏi. Bà ở trong nhà, bà mở máy nghe Pháp, bà nghe Pháp. Khi bà mở máy nghe lớn như vậy, bà nghe thì tưởng ông không có ở nhà. Nên khi mà ông chồng mà ông về rồi thì ông đang buồn. Trong lúc buồn bã như vậy thì ông đứng kế bên và ông nghe thấy cái lời của vị thầy đó nói. Sau khi nghe thấy lời đó nói thì quá hợp lý rồi, ông nghe quá có tình có lý. Vì lúc buồn mà giống như người mà đang chết đuối mà gặp cái phao vậy. Chúng ta phải nghĩ người chết đuối mà gặp được phao, và khi gặp được phao thì ngay lập tức ông rất là mừng. Ông mở cửa phòng, và khi mở cửa phòng như vậy, bà vợ bà la lên, bà sợ quá, sợ ông đánh. Nhưng không phải, ông nói là bà nghe cái gì mà hay vậy. Nhưng chúng ta thấy nói người ta không mong cầu, tại vì sao?
người ta biết rằng là người thân họ khó độ quá, họ tu tập trước. Và khi họ tu tập họ được an lạc rồi, thì ngay cả người thân họ cũng thấy được sự an lạc của người này, thì người thân họ sẽ quay đầu và nghe với cái lời pháp, tiếng pháp, lời kinh, tiếng pháp. Nhờ đó mà người chồng cũng giác ngộ và tu tập theo. Ngày hôm nay nếu chúng ta cứ đem tâm mong cầu, tại sao mình không mong mỏi cầu về Tây Phương Cực Lạc? Khi về Tây Phương Cực Lạc rồi thì điều mong muốn đó tất cả đều sẽ đạt được. Giống như người nói rằng là, Ngài nói giống như người không có thuyền mà muốn đi vớt những người ở dưới biển cả, thì không có thuyền bây giờ bơi ra làm sao đây? Nếu có thuyền mới có thể rước được người, không thuyền làm sao rước? Ý là mình không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì con số những người thân bằng quyến thuộc mình còn chờ đợi mình rất nhiều, đang đợi mình vớt, cứu vớt. Và mình phải có thuyền mới có thể vớt được họ. Vậy thì ngày hôm nay mình phải kiếm thuyền mới được. Kiếm thuyền chính là về Tây Phương Cực Lạc, chính là cái thuyền mà tốt nhất. Giống một đứa trẻ thơ xa rời người mẹ, giống mấy đứa trẻ, các cụ thấy các cụ ai cũng có con nít này, các cụ biết mà. Nếu mà đứa con nít sanh ra mà không có cha có mẹ thì sao? Thì chết sao? Chúng ta thấy có nhiều người bây giờ, người cha người mẹ mà phá thai đó, phá thai xong rồi có người thì sanh con ra rồi giục con ở thùng rác, người qua đường người ta không biết, rồi khi người ta phát hiện ra thì đứa bé nó chết mất rồi. Giống như Ngài nói, trẻ thơ mới vừa đẻ ra ở với từ mẫu mà ngay lập tức muốn xa rời thì chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ chết. Ngày hôm nay chúng ta là những người, chúng ta cũng giống như những đứa trẻ thơ, nếu chúng ta ra xa rời Phật thì sớm mà chúng ta cũng xa hầm, sụp hố mà thôi. Nên là chúng ta cần thân cận, đó là gì? Kinh pháp, để mà chúng ta tu học. Kinh là những gì Đức Phật nói, pháp là những gì mà chư tăng nói lại hoặc là chư tổ nói lại. Nhưng mà chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta chuyên nhất ở thánh hiệu A Di Đà Phật, ở một môn tu tịnh độ thôi, không nhiều, chỉ cần một môn, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu để về Tây Phương Cực Lạc thôi. Nên ra ở đây Ngài nói rất rõ để cho chúng ta biết là Bồ Tát mới phát tâm đều phần nhiều nguyện sanh tịnh độ, thân cận chư Phật, tăng trưởng pháp thân, vậy mới có thể thừa kế gia nghiệp của Phật, cứu tế chúng sanh trong mười phương, có sự lợi ích như thế, nên chư Bồ Tát phần nhiều nguyện vãng sanh. Đây là nói Bồ Tát mới phát tâm phần nhiều là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên hạnh ra nếu mà đại chúng mà nghe cái đoạn kinh văn này, chúng ta thấy người bên ngoài họ không tu tịnh độ, họ không tu tịnh độ, đó là chuyện rất bình thường. Rất bình thường. Thậm chí cho các, dù là các thầy đi chăng nữa mà phỉ báng tịnh độ cũng là chuyện quá bình thường. Tại vì pháp môn này là pháp môn là gì? Là những chư Phật mới có thể mà hiểu rõ thôi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thanh văn ức kiếp si trí Phật, tận hết sức cũng không thể hiểu mà. Công đức của Phật chỉ có Phật tự biết thôi. Phật mới là người khai thị thôi. Thì ngày hôm nay cho dù là người đó tu học pháp môn nào đi chăng nữa, cho dù họ là những vị mà pháp sư lỗi lạc đi chăng nữa, mà không tin pháp môn này, đó là chuyện bình thường, vì họ là phàm phu. Nếu họ là bậc đẳng giác như Văn Thù, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là giống như Bồ Tát Quan Âm Thế Chí cũng ở Tây Phương Cực Lạc, hay là giống Phổ Hiền thì cũng ở Tây Phương Cực Lạc, hay là Thiện Tài Đồng Tử tham vấn ngôi vị pháp thân đại sĩ cuối cùng vẫn là nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, vì chúng ta mới thấy được rằng chỉ những vị đẳng giác Bồ Tát mới có thể là hoàn toàn tin tưởng đối với pháp này, và chỉ có Phật mới có thể diễn bày hết về sự trang nghiêm nơi cõi tịnh độ. Hàng phàm phu chúng ta chỉ có nghe qua tin thôi. Đây là lời của Ngài Vĩnh Minh, Ngài khai thị rất rõ ràng. Bồ Tát khi mới phát tâm đều phải nguyện, đa phần nhiều là nguyện sanh về cõi Tây Phương để thân cận chư Phật, tăng trưởng pháp thân. Nên trong kinh nói là thập địa Bồ Tát bất ly niệm Phật.
thập địa hàng thập địa Bồ Tát là những vị Bồ Tát rồi, mà cũng không rời niệm Phật, cũng thường thân cận Phật. Vì thì huống gì những vị Bồ Tát khi mà mới phát tâm thì đều phải nguyện sanh Tây Phương. Chúng ta không phải là có nhiều người thọ giới gọi là giới Bồ Tát xong họ nói họ là Bồ Tát, vậy không đúng. Có nhiều người nói là khi thọ giới Bồ Tát xong họ là Bồ Tát, đó là lời nói không đúng đâu. Bạn chỉ là gì? Danh tự thôi. Chứ mà thực chất thì bạn không đạt được. Chúng ta thấy trong ngôi vị thứ từ thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Những ngôi vị thứ này từ thập tính, thập trụ, mà chúng ta biết là đạt được đến địa vị thập tính thì đây cũng là Bồ Tát rồi. Chân thật thì các ngài cũng là Bồ Tát rồi. Còn ngày hôm nay phàm phu mà khi thọ giới Bồ Tát xong liền nghĩ mình là Bồ Tát thì không nên. Cái đó là lộng ngôn đấy, chỉ là danh tự thôi. Nên chúng ta phải hiểu rõ cái việc này. Cho dù là Bồ Tát thập, cho dù là Bồ Tát đi chăng nữa, giống như ngài Vĩnh Minh nói, cũng đều nguyện sanh Tây Phương. Nên ngày hôm nay chúng ta cũng nguyện sanh Tây Phương. Hơn nữa xét trong các kinh nói, vãng sanh về cõi an dưỡng thì duyên lành mạnh mẽ, hoàn cảnh thù thắng, phước đức đầy đủ, tuổi thọ thì lâu dài, sanh thì trong từ hoa sen, được Phật đón rước liền lên bậc Bồ Tát, nhanh chóng sanh vào nhà Như Lai, ở mãi nơi bậc bất thối, đều được thọ ký đạo Bồ Đề, thân đầy đủ tướng hảo ánh sáng, dạo nơi cây đài, cây báu đài hương, cúng dường mười phương chư Phật, tinh thần an trụ nơi chánh định thanh nhàn, bên tai thường nghe Pháp Đại Thừa, sánh vai cùng hàng nhất sanh bổ xứ, niệm niệm rỗng lặng, tâm tâm tịch tỉnh, ngọn lửa phiền não tắt ngẫm, dòng suối ái dục cạn khô, tên gọi đường ác không còn, lẽ nào lại có sự luân hồi sanh tử. Điều này ngài nói giống như nguyện, chúng ta thấy là gì? Nguyện gì? Nguyện thứ nhất và nguyện thứ hai, nguyện không có ba đường ác và nguyện không đọa ba đường ác. Ở Tây Phương Cực Lạc là không có ba đường ác rồi đó. Và người sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng không đọa ba đường ác. Ngài nói rằng ở trên Tây Phương Cực Lạc tên gọi đường ác còn không có mà. Lẽ nào lại có luân hồi sanh tử? Ở Tây Phương Cực Lạc đặc biệt một đồi đều là không còn, đó là sanh tử luân hồi nữa. Thành ra chúng ta phải mau mau, đó là phát nguyện sanh về cõi nước của A-di-đà Phật để mà chúng ta tu học. Ở trong Tây Phương Cực Lạc, khi sanh về trên đó chúng ta biết là gì? Liên hoa hóa sanh, không sanh từ bào thai nữa, bằng mọi người sẽ sanh từ gì? Từ hoa sen. Hoa sen là đại biểu cho cái sự đó là thanh tịnh. Nên ở đây giống là một cái trạm dừng chân, trạm dừng chân để các cụ cùng nhận hóa vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trạm dừng chân thôi, đã là trạm dừng chân thì là tạm bợ rồi. Nên chúng ta cũng không cần phải cầu kỳ làm gì hết, chủ yếu mục đích là về Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng hay nhắc nhở đó là nếu mình chân thật mình tu thì Long Thần Hộ Pháp sẽ hộ trì cho mình. Nên các cụ cứ chân thật, các cụ lo tu hành đi, Hộ Pháp sẽ hộ trì hết. Nên mình cứ yên tâm mình lo tu thôi. Mà Hộ Pháp hộ trì thì không bao giờ mà thiếu thốn hết. Mình cũng không cầu là mình có nhiều làm chi. Nhưng mà gì? Khi hộ pháp đưa đến, người ta đưa nhiều quá thì mình phải làm. Mình giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sanh. Chúng ta từ thiện, chúng ta ấn tống mấy nghe pháp, mấy niệm Phật in kinh, ta tặng mọi người. Đó là khi hộ pháp đưa nhiều thì chúng ta phải xả ra. Chúng ta lại đưa cho người khác để người ta cùng tu tập với mình. Nên hình ra các cụ cứ thật lo tu đi. Ở đây các cụ đấy, buổi sáng các cụ lên chánh điện ở trên đây, các cụ tu. Ở bên dưới buổi sáng hai thầy tu, thì nhận hóa nhận hành tu ở dưới. Có khi có các thầy về tu chung.
Hôm hai huynh đệ cùng tu tập. Ở trên đây thì các cụ cùng tu. Nên các tụi tụ thấy không? Buổi sáng sớm mà lúc bấy giờ là rất là yên ắng, thanh tịnh. Nên hình ra lúc bấy giờ mình tu tập rất là cảm giác rất là an lạc buổi sáng. Mỗi buổi sáng dậy tu thấy an lạc vô cùng. Nên hình ra các cụ là phải, lúc mà tu tập các cụ đừng có khởi lên ý niệm nhiều. Các cụ cứ tập trung cái A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó là một cái cách để làm cái tâm mình nó thanh tịnh trở lại. Hàng ngày mình lăn, mình xáo trộn, lăn xăng nhiều quá. Khi mà mình ngồi vào thời khóa tu tập, bắt đầu mình lăn xăng lại. Nhất là buổi tối ở đây các cụ đúng 7 giờ các cụ nghe Pháp. Các cụ đừng có bỏ, những hóa nó nói đúng 7 giờ các cụ nghe Pháp là 7 giờ các cụ phải nghe. Đúng giờ đó các cụ nghe Pháp. Nên thành đưa ra là các cụ nghe Pháp vẫn là chính để các cụ nghe Pháp. Thời khóa tu tập thì đã có rồi, một ngày ba thời. Một ngày ba thời tu tập rồi. Tối là để dụng công để các cụ nghe Pháp. Sáng thì nhận hóa chia sẻ, sách tấn các cụ để mà các cụ tu tập nó tốt hơn. Chắc là giữ được, nhận hóa thấy là bữa nào mà nói chuyện được thì các cụ sao, cụ nào cũng ngoan mà phải nói là lạ lùng luôn. Nhưng mà bữa nào mà mấy cụ không nghe Pháp thế là nhìn mặt các cụ mà cụ nào cũng thấy cái mặt nó xìu xuống. Giống như là không có nạp pin. Giống như điện thoại mà hết pin là tắt nguồn vậy đó. Nên anh ra các cụ ngày nào mà các cụ cũng nghe Pháp thì có tinh thần mình lúc nào cũng phấn chấn, vui vẻ, hoan hỷ đến tột cùng, rất là an lạc đó. Các cụ nghe xong tự nhiên ra cái bắt đầu cái gì? Bớt nói chuyện lại. Nói vậy chứ hôm qua mấy bữa trước vừa nói chuyện xong ra ngoài cũng tí tí to té rồi. Cùng thủ thể nói chuyện nhau. Nhưng mà cũng giảm bớt hơn nhiều bữa trước. Nhưng mà cố gắng là giảm bớt càng nhiều càng tốt. Tập thành thói quen biết là sẽ không thích nói nhiều nữa. Lúc bây giờ thích niệm Phật nhiều. Nhưng mà nhiều người á niệm nói nhiều quá ghét rồi. Không biết mình nói nhiều luôn. Nói nhiều quá mà không biết mình nói nhiều luôn. Nghĩa là cái tập khí nó thành thói quen rồi. Nên thành ra khi người ta nói mình nói nhiều thì tự ái. Nói chuyện nhiều thì lúc bấy giờ là tự ái. Nên thành ra là không có biết được. Nên thành ra lúc đáng nói thì các cụ nói. Không đáng nói thì im lặng. Giữ nói chuyện, nói nhỏ nhẹ thôi. Nên thành ra các cụ tập. Nên mỗi ngày thì sách tấn các cụ một tí 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 không có nhiều. Để cho các cụ lấy cái đó mà bắt đầu tu tập ổn định hơn. Thấy các cụ bữa nào mà các cụ nghe Pháp xong là các cụ có khác, mà bữa nào không nghe Pháp thì cũng khác, cũng thay đổi nhiều nhiều. Nên thành ra ở đây chúng ta không có quá đông người. Ở đây mình đã 6 người rồi. Thật sự một cái nhóm người 4 người Hòa Thượng giảng cũng là một cái một đoàn thể. Đoàn thể 4 người là tăng đoàn. Nhưng mà ở đây là nếu mình nói tăng đoàn theo người xuất gia thì 4 vị tăng thì mới đủ. Còn nếu mà nói về như Hòa Thượng thì chúng ta đã là 6 người rồi, cùng ở chung, cùng tu tập. 4 cụ cùng ở chung, cùng tu tập rồi. Ở bên ngoài, Phật tử ở bên ngoài vào thì không tính. Ở bên ngoài thì được bữa vào được không. Nhưng mà riêng ở đây các cụ ngày nào cũng có thời khóa sắp xếp tu tập rồi. Thì cứ giữ đó mà mình tu tập. Cứ hàng ngày cứ niệm Phật đi, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Ai biết được vài năm nữa đâu, nếu tinh tấn thật sự dũng mãnh tinh tấn, vài năm nữa A Di Đà Phật đến rước mình thì sao? Hay là ngày mai ngày mốt vậy A Di Đà Phật đến rước thì sao? Hay là lúc A Di Đà Phật đến rước anh nói Phật ơi con chưa chuẩn bị, cho con vài ngày nữa. Thế là gì? Thế là Phật đi luôn rồi. Nên thành đưa ra là lúc luôn luôn là chuẩn bị tinh thần. Đó là gì? Đó là ngày nào cũng niệm Phật, chuẩn bị tâm lý. Lỡ mà Phật có đến thì A Di Đà Phật con về với Phật. Ở thế gian này không bằng. Phật trong kinh nói, ngàn kinh vạn luận đều nói vấn đề. Đó là ta bà đều là khổ. Kinh Pháp Hoa nói rằng tam giới như nhà lửa. Các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Trong kinh nói tam giới như nhà lửa. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta là cõi dục giới. Trên chúng ta có cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Trong kinh nói là tam giới như nhà lửa. Cho dù là cõi trời vô sắc giới đi chăng nữa thì Đức Phật vẫn thấy được rằng
con người, những vị thiên thần ở trên đó cũng là gì? Cũng là những người đang ở trong khổ. Nên gọi là tam giới như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Trong kinh Pháp Hoa nói lời này, các khổ rất là nhiều, rất là đáng kinh, đáng sợ. Chỉ có Phật thấy sợ thôi. Mà chúng ta nhiều lúc chúng ta vì thấy bình thường quá nên mình không sợ. Nên mà ngàn kinh vạn luận Đức Phật vẫn mong mỏi mình. Đó là gì? Đó là chúng ta xả ly ta bà mà nguyện về Tây Phương. Chúng ta thấy trong Ngài Vĩnh Minh nói với chúng ta, ngay cả Bồ Tát mà phần nhiều còn phải nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, thân cần Phật để mà kế gia nghiệp, kế thừa gia nghiệp của Phật, đó là thành Phật. Và Ngài cũng nói rồi, một khi được Phật đón rước, liền lên ngôi, đó là liền lên bậc Bồ Tát. Phật đến rước chúng ta ngay lập tức về Tây Phương Cực Lạc trở thành Bồ Tát rồi. Ngay khi Phật đến đón rước là đã thành Bồ Tát rồi. Đa phần người Phật đến rước là đa phần là họ sẽ đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi họ đi về Tây Phương Cực Lạc, ngay lập tức đã trở thành Bồ Tát rồi. Nhanh chóng sanh vào nhà của Như Lai, vào nhà Như Lai. Ngày hôm nay chúng ta nếu nói ra thì chúng ta cũng là đang ở trong pháp của Như Lai. Nhưng mà nếu đời này không sanh về Tây Phương Cực Lạc thì trầm luân ở kiếp sau thì chúng ta lại không phải là ở trong nhà của Như Lai thật sự. Nên mọi người phải hiểu là vào nhà Như Lai, trong kinh Ngài Vĩnh Minh nói với mình rằng là mình sẽ ở mãi 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 ở bên cạnh Phật, vào nhà của Phật, không bao giờ xa rời Phật nữa. Còn nếu xa rời thì chưa thẳng vào nhà của Như Lai thật sự. Lúc bây giờ ở mãi nơi bậc bất thối, được Phật thọ ký Bồ Đề, đạo Bồ Đề, chính là Phật sẽ thọ ký cho mình để mình có thể là thọ ký cho mình thành Phật. Khi về Tây Phương Cực Lạc được Phật thọ ký như vậy. Nên điều mà chúng ta học Tịnh Độ Tông này chính là chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu người thật sự cầu sanh Tây Phương thì phải huân tập tín nguyện. Tín nguyện rất là quan trọng, tín nguyện hạnh giống như kiền ba chân vậy. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói muốn vãng sanh được hay không hoàn toàn nương nơi tín nguyện. Nên ngày hôm nay chúng ta phải biết điều tín nguyện quan trọng để mà mình cùng nguyện sanh Tây Phương, thành lập tín và nguyện. Mỗi ngày các cụ huân tập, mỗi ngày niệm Phật, nguyện về với Phật, mỗi ngày đọc kinh, tập trung vào lời kinh. Rồi khi mà nghe Pháp như thế thì lặng lặng ngồi yên, thanh tịnh nghe Pháp. Xong rồi thì tất nhiên là mình nghe Pháp là mình sẽ có những cái tư duy và những cái suy nghĩ mình thấy thích thú về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì huân tập những cái thích ở Tây Phương Cực Lạc mới huân tập thành cái tính vững chắc. Rồi sanh, nguyện sanh về cõi Tây Phương, nguyện thiết tha thật lòng mà về, chứ không phải là nguyện suông, nguyện thật lòng về, xả thế gian này về Tây Phương Cực Lạc. Thế gian này thì có sanh ra thì phải có già có chết, cho dù là cây cối đi chăng nữa thì vẫn có sanh trụ dị diệt mà. Sanh ra, rồi trụ, rồi biến dạng và cuối cùng chết đi. Cây cối cũng vậy. Ở đây các cụ, ở đây cây cối nhiều, các cụ để ý các cụ thấy rồi. Có những cây xanh trồng đã, trồng lớn lên bắt đầu cái gì? Xong rồi bắt đầu nói sâu đục cái chết. Đó bệnh đó, đó là dị đó. Cuối cùng là diệt, là không còn nữa. Ngay cả gốc mà không còn nữa mà. Giống mấy cây rau của mấy cụ trồng đó. Rõ ràng mấy rau bữa nào mà sâu mà ăn nhiều quá, ăn đến nỗi cái cây nó trụi luôn, còn cái gốc xong cuối cùng chết luôn, úng chết luôn. Không phải là sanh trụ dị diệt sao? Phật nói rất rõ ràng. Trái đất thì có thành trụ hoại không? Cây cối thì có sanh trụ dị diệt. Còn con người mình có sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử khổ. Hết giờ rồi. Rồi, bữa nay nói chuyện tới đây thôi, 40 phút rồi. Mấy cụ chắp tay lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật.